Chúng ta có một bức cũng thuộc dạng siêu phẩm nữa nha, để dành cho một anh khách hàng đang đặt hàng của tôi. Xin chào anh chị, tôi là Tahi Phạm ở kênh Vàng Tahi Phạm. Hôm qua thì anh chị đã xem một cái viên tóc vàng đồng trục rất là đặc rồi. Hôm nay tôi giới thiệu tiếp đến một cái viên tỷ hưu tóc vàng trong suốt cũng là đồng trục. Hôm qua thì khi tôi đăng lên video lên thì có bốn anh chị cùng muốn mua, và chị Diễm ở trong Đồng Nai chị đã nhanh tay chuyển khoản trước và tôi đã xử lý vàng cho chị ấy. Chắc là khoảng một tuần nữa anh chị sẽ có bức sản phẩm xem. Còn sản phẩm này thì tôi quay cho anh bạn bên Mỹ, anh cũng đang muốn lấy một bức loại đẹp, thì đây cũng là một cái loại hàng đẹp mà tôi muốn giới thiệu với anh. Bên cạnh những cái hàng tương đối đẹp như thế này thì cái viên này là một cái viên xuất sắc, thì anh có thể xem video và quyết định nhá. Thành có thể lấy cho anh cái viên, hai viên to ra đây. Đây, một trong những cái loại khác nữa. Hôm nay tôi sẽ có chương trình đặc biệt cho anh chị. Một chút nữa, chương trình livestream và chương trình bán hàng trực tiếp nhá. Đây là hai viên cũng hàng cao cấp, nhưng mà so với cái viên này thì nó cũng thấp hơn một chút, tại vì hàng này nó trong hơn. Đấy, anh chị nhìn thấy, tuy là cũng rất đắt tiền, nhưng mà sản phẩm này thì chưa đạt được tầm cao cấp như cái viên tôi đang cầm ở trên tay đây. Độ sáng nó cao hơn nhiều. Đây là một cái đôi mà tôi rất là ưng ý. Tôi sẽ làm việc với chị sau. Ok, và tôi công khai luôn, sản phẩm này tôi bán 1.200 đô la. Nếu mà chuyển sang Mỹ thì mất thêm 100 đô nữa. Anh chị có thể tham khảo trực tiếp nhá. Rồi, ok. Chào anh chị, hẹn anh chị trong video tiếp theo. Và hôm nay thì tôi sẽ quay livestream vào lúc 4 giờ chiều, 4 giờ 30 chiều. Cho một chút xíu nữa thôi, hình như bây giờ, bây giờ 5 giờ rồi hả? Ok, livestream sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây. Rồi, chào anh chị nhá. Anh chị đón xem video. Đây, chúng ta có một lô hàng cũng tương đối đẹp, nhưng hôm nay là lý do là gì? Hôm nay là sắp 30 tháng 4 và thứ hai là tôi mới nhập được lô hàng lớn. Tôi sẽ bán rất là nhiều cho anh chị những sản phẩm này. Ok, và giá thì không thể tuyệt vời hơn. Hôm nay những sản phẩm này chỉ trị giá cỡ từ 2 triệu rưỡi trở đi thôi. Anh chị hãy nhanh tay chọn nhá. Và hôm nay là bán hàng rất là nhanh nên là tôi sẽ không nhận cọc của một ai cả, không không nhận chốt đơn ai cả. Ai đặt cọc trước, chuyển khoản trước tôi sẽ trả cho hàng trước. Ok, từng viên sẽ có một mã số 1. Một chút nữa nhân viên của tôi sẽ lên mã số từng cái một về cân nặng các thứ thì quay trực tiếp và sẽ bán cho anh chị ngay trong hôm nay. Ok, cảm ơn anh chị. Đây là website chính thức của chúng tôi tại địa chỉ tahigame.vn. Anh chị cũng vào bằng trình duyệt. Trên đây cung cấp tất cả thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Tiếp theo là cái fanpage đá quý cao cấp Tahi Game ở trên Facebook, anh chị có thể tìm từ khóa ở trên màn hình nhé. Và fanpage tiếp theo nữa là fanpage Tahi Gold và bạc Tahi Phạm, hai cái fanpage này chạy song song với nhau, đem hỗ trợ với nhau về sản phẩm. Cảm ơn anh chị.